Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Yeah. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video Mini World mới trên kênh YouTube của mình nha anh em nha. Yeah. Ok bạn ơi, hôm nay nè, mình đã quay trở lại làm thêm một video Mini World mới cho các bạn xem rồi đây. Và bạn biết hôm nay mình sẽ làm gì không? Ok bạn luôn. Hôm nay nè, mình đang đói bụng quá bạn ơi, mà nhà mình thì hết đồ ăn rồi. Cho nên hôm nay mình mới vừa gọi là nghĩ ra được một cái màn cho khá là hay, mà còn có thể giúp cho mình kiếm được thêm đồ ăn để mình ăn nữa. Bạn biết là gì không? Đó chính là mình sẽ hóa thân, mình sẽ giả làm bé Cam để mình gọi là cho các thành viên của Hero Team để mình vô nhà mình xin đồ ăn các bạn ơi. Đó, bình thường á Hero Team rất là thương bé, thương con bé Cam luôn, cho nên là mình sẽ giả làm bé Cam để mình vào mình cho Hero Team mình xin đồ ăn nha các bạn. Vừa cho mà vừa có đồ ăn luôn, quá vui hả? Ok, và trước khi vào video nè, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu biến thành bé Cam và thực hiện màn cho thế nào. Let's go. 1 hour later. Ok bạn ơi, bây giờ thì mình đã tìm ra được đối tượng đầu tiên để mình gọi là dụ dỗ lấy đồ ăn rồi các bạn ơi. Trời ơi, đang đói bụng mà thấy có chị Camui đang ở trong nhà nè. Hy vọng là chị Camui sẽ có làm một món gì đó thật là ngon để mình vô mình xin mấy bạn ơi. Ok ok. Không biết hôm nay Camui nấu gì ăn ta. Camui ơi. Camui. Khoan các bạn ơi. Chết. Mình quên mất, mình chưa teo nhỏ lại. Từ mình phải teo nhỏ lại đã. Trời ơi, quên mất. Tiện gõ cửa sớm quá. Ok rồi, xong rồi. Ok đi thôi. Camui ơi. Là bé Cam hả? Dạ là em nè. Trời, bé Cam, ủa sao hôm nay lại ra đây vậy? Không ở nhà chơi với Phong với Sam hả? À dạ không, hôm nay là em được anh Phong nhờ qua đây chào hỏi mọi người, hỏi thăm sức khỏe mọi người. À ok, vào đi. Dạ. Ôi. Hello bé. Trời ơi mọi người ơi, chị Cam Mui dễ dụ quá vậy mà cũng không nhận ra đấy. Ok. À dạ chị ơi, hôm nay chị có làm gì ăn không dạ? Làm ăn á? Trời ơi, em nhìn này là biết rồi nè, chị vừa hôm nay vừa làm sushi luôn. Nguyên liệu em biết đâu từ đâu không? Từ Nhật Bản đó. Wow, sushi Nhật Bản luôn hả? Ngon quá vậy. Hơi bị đắt, làm đắt cực luôn á. Ủa cái này hai cái này mua hết nhiêu bao nhiêu tiền vậy chị? Hai cái này á? Trời ơi, có 1000 kim cương cho bao nhiêu đâu em. Trời ơi, hai dĩa sushi mà 1000 kim cương. Ủa chị ơi, vậy là cái này là sushi thượng hạng đúng không? Đúng rồi, sushi thượng hạng Nhật Bản. Ủa chị ơi, cái miếng sushi mà nó màu đỏ đỏ này nè là sushi gì ạ? Sushi miếng sushi màu đỏ đó là một sushi cá hồi, cá sống nha, không phải cá chết luôn nha. Cá hồi hả? Vậy ra đấy. Trời ơi, em là mèo nè, cho nên là em rất là thích ăn cá luôn. Chị có thể nào cho em xin miếng cá được không? Cho xin đó hả? Đúng rồi. Chứ tiền của tôi thôi được gọi. Sao được, nhưng mà cho một miếng thôi, chỉ một miếng này. Chị không cho em, chị không cho em xin, em giận chị luôn. Ủa chị cho mà, nhưng mà chỉ một miếng thôi. Tại mấy ngày sao không? Tại vì á, trẻ con á không được ăn đồ sống nhiều đâu, ăn đồ sống nhiều mắc bệnh á, ở đấy xong rồi run sán ở trong chui quằn trong bụng luôn á. Ôi gì ghê quá, Vậy là em chỉ được ăn một miếng thôi đúng không? Đúng rồi. Rồi ok vậy thôi. Vậy thì em sẽ lấy một miếng. một miếng thôi nha. Okay. Dạ ok. Vậy okay, hết rồi. Chị làm thế bạn. Ok cái gì ấy? Bye bye chị nha. Ok bạn ơi, vậy là bây giờ mình đã có được một đống sushi để ăn luôn rồi. Yeah. Vậy là Camui sẽ không biết mình là ai đâu. Camui lại tưởng mình là bé Cam. Camui sẽ không giận đâu. Bởi vì người lớn đâu bao giờ mà giận con nít đâu các bạn. Đó, cho nên là bây giờ mình đã có sushi để ăn rồi. Ok, để kiếm nhà của người tiếp theo coi. Mình đã tìm ra được đối tượng tiếp theo rồi mấy bạn ơi. Mấy bạn hãy nhìn đây. Mấy bạn biết nhà này nhà của ai không? Xin giới thiệu các bạn luôn nha. Nhà này chính là nhà của Simmy các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ vào trong nhà Simmy để mình xin đồ ăn nha các bạn. Tại vì nhà Simmy là bán trà sữa nè, cho nên mình cá chắc là sẽ có rất là nhiều đồ ăn ngon luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ mình phải gọi là teo nhỏ lại nữa. Teo nhỏ lại. Nhầm. Ok, teo nhỏ lại rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào trong nhà của Sim nha. Ok, gõ cửa nè. Tung. Ai đó? Trời đất ơi, cái gì mà. Hello Cam. Trời ơi, sao hôm nay qua đây mình vậy con? Dạ, con
chào chị, em chào chị. Dạ, hôm nay em qua đây để thăm chị nè. Ủa, Cam, em biết nói hả? Ờ đấy. Chết các bạn ơi, Simi nhận ra rồi. Bình thường Cam đâu biết nói đâu. Ôi toan rồi, mà không sao hả? Mình có cách, À dạ, em được chị Sammy dạy cho em cách nói chuyện á. Cho nên là hôm nay em qua em sử dụng ngôn ngữ của em để em nói chuyện với chị nè. Em chào hỏi. Trời, em giỏi rồi, chị biết nói chuyện luôn. Ôi, thế là khỏe rồi, vì bây giờ là em chỉ cần nói gì là chị biết rồi, là em muốn gì luôn á. Dạ đúng rồi. Ủa mà hôm nay em qua nhà chị có gì không nhờ? Khổ lắm chị ơi. Em khổ lắm chị ơi. Chị biết sao không? Ở nhà đó, anh Phong ảnh không cho em ăn cái gì hết. Ảnh suốt ngày cứ ăn hiếp em không à. Ảnh không cho em ăn, ba bát tê mèo cũng không cho, cá cũng không cho luôn. Cho nên là giờ em đói bụng lắm. Em đói lắm. Rồi, trời đất ơi, Phong chăm mèo gì mà ăn hết đồ ăn của mèo. À nhầm, à, Phong phải ăn hết đồ ăn của gì luôn á trời. Thôi, bây giờ là hiện tại thì chị cũng đang mời nấu cơm xong nè. Em vô đây ăn nè. Dù sao dạ, dạ. Nấu nhiều lắm. Dạ đó. Em ra từ ra đó. Trời ơi. Ủa chị ơi, cái này là cái gì vậy? À cái này là hamburger đó. Hamburger hả? Ui cái này là còn cái này là gì? Trời ơi, đây là pizza xả tắc đấy. Rất là đặc pizza biệt đó. Wow. Còn cái này là em đón, cái này là hot dog nè đúng không? Cái này là bánh bánh mì hot, hot dog nè đúng không? À đúng, thịt này là thịt của bé Mưa đúng không? Cái gì vậy? Trời ơi, đó chỉ là xúc xích hot dog. Em nói gì kỳ vậy? Ok, trời mấy bạn ơi, mình lỡ miệng rồi, dạ, dạ, em biết rồi. Ủa chị ơi, còn cái kem này là kem gì hả chị? Nhìn đẹp quá vậy. Trời ơi, đây chỉ là trà sữa gì ta? Khổng lồ đấy. Đó trà sữa gọi là bịch, toàn là kem bảy màu luôn. Đó rất là ngon luôn, ăn từ từ thôi nha em. Trời ơi, ngon quá vậy. Dạ, dạ. Ủa vậy là cái này là chỉ có mỗi hai chị em mình ăn hả? Không có anh Cairo hả? Đúng rồi, hôm nay anh Cairo về muộn lắm. Thôi bây giờ em đói thì em cứ ăn đi. Dạ, dạ, ok chị. Ui, chị ơi, đằng sau lưng chị có cái gì kia? Ủa, có gì đâu. Chị ơi, có. Em xin đóng đồ ăn đem về nha. Ủa, anh Cairo. Trời ơi, trả đồ cho chị coi. Bye bye chị nha. Trời ơi bạn ơi, Simi dễ dụ quá bạn ơi. Vậy là bây giờ mình lại kiếm được thêm một đống đồ ăn nữa rồi. Trời ơi, hồi sáng giờ là hai dĩa sushi nè. Bây giờ là thêm bốn cái dĩa đồ ăn của Simi cho mình nữa. Vậy là sáu món ăn rồi bạn ơi. Trời ơi, ngon nha. Mình biến to lại rồi. Hai, bây giờ không biết người tiếp theo mình sẽ lấy đồ ăn là ai đây ta. Hồi sáng giờ là mình lấy đồ ăn của chị Camui nè, của Simi nè. Còn ai nữa không ta? Trừ Sammy với lại Phong Cận ra thì... À, đúng rồi, còn anh Mr. Dịch. Đúng rồi, từ để mình vô nhà Dịch coi mình coi có ai trong đó không, từ. À, hy vọng là Dịch sẽ có ở trong nhà, có không ta? Ủa Dịch ơi, Dịch đâu rồi? Ê, trời ơi, trời ơi, mấy con gà này tao đánh phát một. Hỏi, ulti mặt nó, hết game luôn. Rồi, đi tao lấy. Rồi, Dịch. Dịch có nhà bạn ơi, Dịch có nhà, ok. Vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đóng giả làm bé Cam để mình vô nhà mình lấy đồ ăn của anh Dịch nha bạn. Ok, ăn bánh teo nhỏ vô nè. Nhầm, bùm. Ok, để vô nhà Dịch các bạn ơi, mình đã chỉnh giọng luôn rồi. Ok, mở cửa nè. Dịch ơi, Dịch à. Ủa, ai nhà trời ta? Ơi, trời ơi, dây ai thành mấy con gà này tiếp nào. Ủa, dạ, em chào anh Dịch, hello anh Dịch. Anh đồ, có bé Cao nó biết nói từ hồi nào hay vậy? À dạ, em mới vừa được gọi là chị Sammy với lại anh Phong Cận dạy cho cách để nói tiếng của con người á. Bây giờ em đã biết cách nói chuyện rồi, ghê không? À, vậy là bé Cam đã biết nói tiếng con người rồi. Ha! Chắc là chơi game nhiều bị ảo game rồi. Giờ ơi, bị gì có mèo nó biết nói rồi, giờ bị khùng rồi. Ôi, đi chỗ khác coi. Nghịch giờ không à? Đi về nhà đi. Ồ, anh Dịch gì lớn rồi ăn hiếp con nít vậy trời ơi. Lâu lâu em mới biết nói. Em qua đây để em chào hỏi anh Dịch xíu mà anh Dịch không chịu mời em vô nhà uống tách trà, ăn cái bánh mà anh Dịch đuổi em là sao? Có con người nào mà đi mời con mèo vào nhà ăn bánh uống miếng trà cũng bị khùng không? Ủa, mặc dù em là mèo nhưng mà em là thú cưng của gọi là Phong Cận với lại là Sammy. Anh phải mời em vô nhà để ăn cái gì đó chứ. Ừ, rồi bây giờ mời vô nhà thì ăn cái gì thì ăn nè, mệt quá trời. Dạ, trời, dạ, sáng trời. Con nít con nói ở đâu ra đi đòi ăn trời. Thôi, nè, có cái đĩa trứng này để từ chiều hôm qua chị ăn này ăn đại đi. Không ăn trứng đâu. Ủa, yeah. anh ơi, sao vườn nhà anh đẹp quá vậy? Trời ơi, vườn nhà YouTuber không đẹp, người ta bảo YouTuber cùi hơn 1 triệu sạp rồi. À, cho em xin cái vườn nha. À, lấy cái vườn nè. Ủa, cái gì vậy? Ây, à? Cam, đâu sao? Để lại vườn coi. Một mình anh dùng hai cái vườn làm sao mà được. Anh sống có một mình, anh phải dùng một cái thôi. Còn cái này cho em đem về nhà đi. Ai nói là một người không dùng hai cái vườn được, để lại coi. Không, để lại không, cho không.
Không. Để ai vô chỗ này anh biểu diễn cho em coi một người 10 dùng hai cái giường sao nào. Anh dám ăn hiếp em giờ em mát anh không cần với chị Sammy á. Thôi không bỏ đâu. Ủa còn bên đây. Ủa sao anh có nhiều chuyện tranh quá vậy? Ok. Thì bây giờ thì mình anh thích đọc chuyện tranh thì anh mua thôi. Ủa vậy hả? Chị cho em xin ít nha. xin ít nha. Ê mày qua đây mày chơi ở nhà anh hay là mày qua đây mày làm ve chai vậy? Tao có cậu bán mấy cái đấy đâu mà mày lụm hết vậy? Ủa anh người lớn mà anh cho em ít đồ chơi mà anh cũng không cho được nữa. Vậy có phải xứng đáng làm anh không hả? Trời ơi tao xứng đáng làm anh chứ. Trời tao bỏ tiền ra chứ tao đi ăn cướp đâu mày qua mày xin đồ tao vậy? Thôi thôi nói chung mày không biết, em không biết đâu. Ủa wow, nút bạc đẹp quá anh. Nút bạc này nút bạc YouTube á, làm mấy trăm năm mấy con thập kỷ á, làm từ hồi mà cái ngày mà còn đi gì khó khăn gì á mới kiếm được á. Vậy hả? Trời ơi kỷ niệm như thế này thì tốt hơn, anh nên để em giữ giùm cho. Lấy luôn. Cái gì? Cái gì? Cái nút bạc của tao mày cũng lấy sao? Trời ơi, trời anh người lớn mà anh không cho em mấy cái đồ này được hay sao? Người lớn gì đâu mà ăn hiếp con nít à. Thôi vậy nha, quyết định như vậy nha. Wow. Dịch ơi, cái này là gì vậy anh? Cái này là tô bánh canh cua 300k, tao nhìn đó là hồi tuần tao mua đi ra chú khác coi cho cái này là cái của anh đi ra. Wow, bánh canh cua mà đến tận 300k luôn bạn ơi. Cái này là đồ xịn nè. Ồ, anh ơi, anh có thể nào cho em xin con cua được không? Em nhường hết bánh canh cho anh á. Không, tào lao. Con cua hả? Này cái bát bánh canh cua 300k thì con cua đó có giá anh tận 299 rồi. Thì vậy cho em xin một cái càng cua được không? Em thích ăn càng không cua á. Anh là anh nhịn đói cả tuần rồi, để ăn được ăn một bữa hoành tráng của ngày hôm nay thì làm sao anh cho được, đi ra chỗ khác coi con nít à. Ờ vậy thôi một cái chân cua cũng được, được không anh? Một cái vảy cua không được luôn, không chơi không cho gì hết. Đây là bánh canh cua 300k, ăn để dành cả tuần rồi, không cho ai ăn hết. Ờ không cho thì thôi, làm hay ghê à. Lao rồi, con nít có nói qua xin đồ gì xấu tính là tào lao. Đi về ngay. Anh ơi, đằng sau anh có gì kìa, đằng sau lưng anh có gì kìa. Đâu, có cái gì? Ủa? Đâu có gì đâu. Dạ. Ê! Thưa anh em về. Ê mất vậy. Ui tao lấy mất cái con bánh canh cua. Bye bye nha. Đâu xanh mày. Sao mày chết. Tao mày qua mày lút đồ tao mày chết. Mày đứng lại cơ cam anh lâu. Cam ơi. Trời ơi bạn ơi, anh dịch nước quá bạn ơi. Mình đóng giả bé cam vậy mà anh cũng không biết nữa. Ok thôi, bây giờ mình phải kiếm chỗ nào đó để mình lấy đồ ăn ra ăn mới được. Ê chỗ này được nè, chỗ này được nè. Ok bây giờ mình phải đổi lại skin của mình nha. Hai, để xem coi từ sáng giờ được cái gì nè. Đầu tiên là một cái ly gọi là ly kem hình đầu anh dịch nè đó. Pizza nè, hot dog nè, bánh canh cua 300k đó. Rồi thêm mấy dĩa sushi của chị Ca mua cho mình nữa. Quá xịn luôn. Ở còn pizza, ở cái này là gì? À không, cái này là hamburger. Trời ơi, đã bạn ơi, quá trời đồ ăn luôn. Kỳ này là Phong ăn no. Vui quá à. Dạ chào mọi người, mời mọi người vào đây ăn chung với em. Trời hôm nay em có nhiều đồ ăn lắm nè. Tốt quá à, cảm ơn. Trời mời sao tụi mình ăn bánh canh cua quen ta. Quen cái gì? Cũng quen lắm luôn á. Đâu có gì đâu quen. Thì nói chung á là sáng nay á em giả là bé cam, em qua em cho mọi người xíu thôi. Mục đích của em á là em gom đồ ăn lại để chúng ta cùng nhau ăn chung á mà. Thì ra là vậy. Em biết cái bia sushi của chị đắt bao nhiêu không mà dám lấy hả? Dạ. Tôi nấu lâu lắm không hả? Dạ vâng. Tao nhịn cả một tuần để mua đĩa bánh canh cua giờ nó nằm đây. Dạ vâng. Thì nói chung á thì mọi người đợi em xíu nha, mọi người đợi em xíu. Đừng bắt con rồng của em, chết con rồng của em đó. No. Chạy thôi bạn ơi. Đừng tha cho em lần này đi. Thôi chạy rồng không được rồi, chạy rồng không được rồi. Mình tới biển rồi, bây giờ mình phải chịu hồi. Hải cẩu đâu? Xuất hiện đi. Ok. Với mình. Ơi. Mấy bạn ơi, thôi từ nay Phong quyết định sẽ ra đảo sống. Dịch ơi đừng bắn nữa, chết hải cẩu em dịch ơi. No, chết hải cẩu. No, hải cẩu ơi, cố gắng lên con. No, rồi xong chết queo luôn bạn ơi. Thôi, Phong nghĩ là từ nay Phong phải ra ngoài biển sống rồi bạn ơi. Xung quanh anh toàn là nước. Ok bạn, cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Nếu mấy bạn thích video này đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình nha. Và đừng quên là đăng ký hộ cho cái thành viên của Hero Team nữa. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ không còn có cơ hội sống trong làng Hero Team nữa rồi. Mấy bạn nhớ qua bên kênh của Kamui, Simmy với anh Dịch để xin lỗi cho mình nha. Chứ mình sẽ không dám về làng nữa đâu. Mình đi đây. Kamaka, cá heo, dời lại biển cả.